đâu mới nói mà. Hôm nay ngày mùng 1 cũng phát xuân rồi. Em qua với thần tài, hôm nay nhóm tiếp tục phát cháo. Hôm nay cháo có mùi vị đặc biệt nha. Hương vị. Hương vị đặc biệt nha. Cũng có anh ít sao ai cloud luôn. Hai. Hai đó, chứ gì hai nữa. Hôm nay tiếp tục phát nha, mọi người xem kênh thì ủng hộ em nha. Cứ một lượt xem mà được 0,000 mấy đó, đô á. Xem ủng hộ cho em. Đang có thêm một tí bột ngọt cho cháo rồi đấy. Đúng rồi, coi coi vậy là có bột ngọt đồ gia vị cho cháo rồi. Gia vị nó có hành thơm để cho cháo này. Ừ. Để em thử coi em có lấy được cái tiền YouTube không nha. Cháo, cháo ngon hay dở là do mọi người ủng hộ tới quý vị anh chị rồi là... Mọi người có thấy quảng cáo là bấm vô xem rầm cho em với nha, rồi chia sẻ cho em với nha. Còn ai thương em thì đăng ký theo dõi nha. Bây giờ em cố gắng em quay em quay những công việc làm thiện nguyện của nhóm nha. Rồi giờ em tắt xong rồi để em xếp cháo nè. Cái lá cẩm nấu sôi rồi đó cô. Cái lá cẩm này nấu sôi á cô. Cháo lá cẩm á. Mọi người có biết cháo lá cẩm không? Con ngâm gạo thịt xay. Thịt xay bao viên với lại nấm, cà rốt, bí đỏ. Dạ. À, cái gì đâu cô, thử coi. Cái cháo này không tăng cân đâu, vẫn chỉ vọt ký thôi. Thật luôn á. Thôi thử cái rồi. Nhưng mà kệ đó, mày nói gì đó, tao có bút cái đó. Ở đâu nó tới, tăng vọt. Ăn rồi cho xin ý kiến. Nấu cho mấy bệnh nhân ăn là phải cho ngon đúng không chú? Nghĩ tới mì ma luôn. Rồi có thiên mình. Nấu cho bệnh nhân là phải ăn ngon. Cháo hôm nay là trên thị trường là hiện tại chưa có ai bán luôn. Đó, trên thị trường chưa có ai bán cháo màu như vậy, màu lá cẩm luôn. Trên thị trường không có ai có cái cháo này. Trên thị trường không có luôn. Anh đi sao có mua không? Mua bản quyền không? Mua bản quyền. Cháo này độc địa nhất chỉ có quán bếp cơm quận 10 thôi. Cháo này độc địa chỉ có Thảo làm thôi. Mọi người coi YouTuber đang sửa máy nè. YouTuber đang sửa máy. Rất ngầu. Anh đi sao rất ngầu. Rồi em phát cái gì? Đâu, YouTuber đang rất ngầu, cái này là YouTuber. Mọi người bên đó mà có xem đó thì qua ủng hộ cho Isai Bang nha. YouTuber Isai Bang này nói. Kênh Isai Bang mê nha các bạn nha. Ghé luôn, ghé gặp anh Isai luôn. Chờ tí nha anh. Chờ em tí, chờ cho đó có thêm 5 người đông đủ nữa là em quất luôn. Giờ mọi người đang xuống đây, đang xuống rất là đông. Xuống đông xong mọi người đứng xếp hàng vô. Đâu rồi? Mọi người lên khoa nói giúp con nha. Dạ. Mọi người lên khoa nói. Rồi con lấy đi con. Rồi mọi người lên khoa nói giúp con, nói đông đông người xuống lấy nha. Đâu? Lá cẩm. Con lấy đi con. Rồi cô cứ lấy giúp cho mọi người nữa. Cô lấy kêu đông đông lên nha. Dạ. Lấy con. Lấy ở phía trên giúp em nha, lấy ở dưới nó đổ xin ạ. Lấy đi. Rồi. Lấy. Đợi xíu đi cô, đứng xếp hàng đợi con xíu cô. Lấy lấy chú, lấy chú. Xếp hàng đợi con xem một xíu nha, khách vô vô ít giúp con nha. Mọi người xếp hàng đi, vô ít đi. Giãn cách ra đi, dịch vẫn còn đấy. Cháu con đẩy lại được không? Mày? Con đẩy lại được không? Dạ. Con người con tắt
Được được, chả này dành cho người xin ăn được mà. Con đã vẽ dưới hết rồi kìa, dấu ít đâu đã vẽ hết rõ ràng rồi, mọi người đứng giãn cách ra đi. Từ từ đã cô ơi. Từ từ đã cô. Tối thì muốn hơn 2 bịch thôi giúp con nha. Rồi mọi người lên khoa nói giúp con với nha. Lên trên khoa rao hết. Dạ, chạy nhanh xuống lấy cháo. Đúng rồi chú. YouTuber đang ngồi thuyết trình. Hôm nay ba nhắm xúc giả nha mọi người. Màu rất là đẹp. Hôm nay là giá phiên bản mới nha mọi người. Nhìn rất là ngon. Sợi nấm. Đây là YouTuber đang đọc kinh. Trời lâu quá mới gặp chỗ đó luôn kìa. Quá lâu luôn. Hút thuốc đang ngại hả? Bỏ luôn hút thuốc luôn. Dân chơi là chơi tới bến. Trời ơi, lâu luôn mới gặp lại luôn. Bây giờ bến đây đâu mới về là cảm ơn. Trời, đến phát ở đây mà không thấy chú. Cảm ơn chú nha. Dạ. Không cho ba hả chú? Cô đỡ thế nào chú? Cô bảo bây giờ là cái tim lớn, phổi lớn. Cái thích cháo này mà các con ăn nó ngon rồi. Ừ. Đó. Đây là mỗi cháo luôn. Mỗi cháo, mỗi cơm. Đây là mỗi chú luôn. Mỗi chú. Chú là đi nuôi cô hả? 18 năm. Ở cái bệnh viện này hả? Dạ biết. Ở từ đây luôn. Nó 7 năm, 8 năm mới đắng. À dạ, chưa lên giúp đốc rồi. Nó đưa đây, lên là giúp đốc chứ. Bản thân năm rồi, lên giúp đốc dữ vậy. À, có lên trưởng phòng đó hả? Tại vì mọi bữa ông lên cơm của bên Sơ không thấy chú. Không thấy chú nói ủa sao xuất viện là sao không thấy chú. Con đang mừng cho chú. Con phải đi gặp lại chú rồi hết mừng luôn. Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ. Rồi mấy chị xếp hàng qua đây luôn ạ. Hôm nay cháo rất ngon. Dạ. Cháo mùi cơm là ngon rồi. Dạ, ăn vô coi như là cảm thấy là như là cháo lá cẩm màu tím. Cháo đặc biệt trên thị trường chưa có. Nấu cho các bệnh nhân ăn. Rồi mấy chị đi chơi ra mỗi đứng một người bị lấy cái máy ra. Đừng có đi chung lại. Rồi mời chị qua đây. Chị mấy phần ạ? Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Chị sức khỏe nha. Rồi mời tới đi chị. Rồi chị tới đây đi. Hai phần. Một mấy phần. Rồi tập nha. Nha. Rồi cho cái màu cái cháo nha. Ok, mấy phần gì? Nhìn lên xuống chụp lại cho này. Rồi lấy về cho Nhi. Ừ. Lấy phần về cho Nhi. Rồi, cảm ơn chị. Nuôi vợ 18 năm á, chú mặc áo xanh á. Mấy cháu quen luôn. Tí nữa có chưa hả chị ơi? Ăn cháo xong rồi có cơm nha. Ăn cháo xong rồi có cơm luôn. Rồi ăn luôn rồi có cơm rồi. Giám đốc bệnh viện nói rồi đó. Ở 18 năm mà biết giám đốc luôn mà. Tội. Ai ai đang hỏi chúng luôn có cơm đi xuống. Dạ. Như con ở đây con nhìn chú con quen luôn đấy. Quen. Nhớ mặt hết luôn. Ở chú lấy bao nhiêu? Dạ. Nếu mà có nhiều người xem con phá cho người ta. Dạ. Chú lấy bao nhiêu mà nào? Mày mấy bữa là cơm cháo là con thấy chú nó từ chú xuất viện là mừng. 2 tháng thôi, 2 tháng giúp con hả? À. Bị dịch hả chú, dịch hả? Cho nó dịch hả sao vậy? Dạ, trời ơi. Dạ. Dạ. Mà ai nằm vùng đỏ vùng xanh rồi
Dạ. Dạ, dạ. Xuống dưới giúp con với con ơi. Sóc phẩm đâu nha. Một phần à. Ai ăn cháo thì canh chân nha, hôm nay cháo ngon, cháo đặc biệt này. Cháo này ngoài thị trường không có đâu á. 14 tháng 12 đấy là cháo 14 tháng 2 quên. Cháo 14 tháng 2 đấy. Cháo này ngoài thị trường không ai bán đâu á. Cái này là cây nhà lá vườn mới có được á, trồng lên á. Cháo màu tím trung thủy nha. Ai ăn một miếng là coi như là tình yêu như giặt vào bè bốn. Mấy bời quá. Cháo màu tím thị trung nha. Hôm nay đây các bạn thấy không? Một màu tím rất là xinh tươi. Màu tím rất là đẹp. Ngồi đó ra chỉnh máy đi đây, phát giùm cho. Ngon nó làm nha. Cái khẩu vị thôi, đã nhìn thấy khẩu vị thôi là đã thấy đã ngon rồi. Còn chất lượng thì bao ok luôn cho các bạn nha. Bao ok cho các bạn nha. Quý vị cứ thưởng thức xong là bạn đó là bạn nên nhớ hỏi thăm là bếp 10 và Isa Băng Mê là ở đâu luôn ấy. Nhưng chỉ một điều là Isa Băng Mê và bếp của 10 là không bao giờ bán nha. Biếu và tặng và cho thôi. Đấy. Cho nên mọi người cứ yên tâm. Chủ khoa đó, chủ ở 18 năm mà nên cho biết. Đó, chú ở đây luôn biết rồi. Cháu yêu, cháu thương, cháu quý, cháu mến, cháu tận tình giúp đỡ. Mấy phần chị? Dạ, hai phần thôi ạ. Rồi em cho chị hai phần đi chị, ấy mà chị cũng dễ luôn rồi. Gần hết rồi đó. Gần hết rồi. Hai bịch cháo bịch gạo đổi không? Này phải làm thêm mấy cái tô nhựa đi chứ này ăn hút hả? Đúng rồi. Tới chuyện khác không? Có chứ không rồi. Rồi ok chị mấy phần ạ? Ô đi nha. Dạ rồi ok thử rồi bên đây. Rồi cảm ơn tôi nha. Dạ. Dạ rồi chứ nó cũng ra được. Mất đây hả? Người ta ăn cháo không đi thứ tự đi cắt giặt cắt cái gừng giặt cắt cái gừng đi thứ tự đi cắt thêm một người đó thôi giặt cắt thêm một người đó thôi giặt cắt thêm một người dùng đồ nha mấy thằng ạ. Dạ rồi một phần rồi chúc ngon miệng chúc vui vẻ chúc sức khỏe. Ô cái bộ đồ màu tím nè ăn cháo màu tím nè đây nè tặng luôn màu tím nè dạ một phần ạ. Rồi màu tím yêu thương luôn. Đây có bình thủy màu hồng này, cháo màu tím nè. Dạ rồi, chúc sức khỏe vui vẻ nha. Có hai bịch tới là tới luôn hai bịch này. Bữa nào có cơm không? Dạ có, chờ xíu nữa, ăn cháo không có cơm luôn. Dạ. Qua đây chờ ghế là có cơm bây giờ đó. Để cho phiếu là có phiếu xong rồi cho hết. Chẳng chưa cơm mà. Tôi cắt một người nha, hai mét. Ok, một cái đó đi ạ. Người em một. Rồi. Em ăn cháo màu tím. Dạ. Dạ rồi ok thank you. Quay đi mau. Bắp nhai 12 luôn. Em là tứ xứ nhà cờ luôn không biết chia Thái Lan lại.
Dạ, nhà em hơi bị thiếu, chị mấy phần ạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Đây em có nước sôi ra từ mấy hư rồi. Bữa sau chị thủ đây có ta đi làm gì? Nấu kiểu sao? Hôm nay em có cháo ngon, mấy người không ăn là rồi buồn. Dạ sẵn sàng hy sinh luôn ạ, cho hai bịch luôn ạ. Dạ, không có gì, chúc ngon miệng ạ. Phát cơm. Ai qua lấy chảo lấy luôn nha. Ai qua lấy chảo lấy nha. Nè phát chảo, phát cơm. Sơ ra rồi. Rất là đông. Mình xin tắt video để phụ chung với mấy sơ mấy bên tụi mình luôn. Mọi người xem ủng hộ cho kênh nha, để kênh có một người tương tác tốt, chia sẻ giúp. Mọi người chia sẻ giúp em á. Lúc đầu con người xuống mình được rồi, đang xuống nữa. Cho nó đâu. Mọi người lùi lại giúp con giãn cách đi ạ. Trẻ qua đây. Hai mình kéo hả? Rồi. Rất là đông. Nhóm phải qua anh kia hỗ trợ sơ nè. Đâu lắm. Em hỗ trợ tí rồi em chạy lại em quay. Cháo anh sao? Rồi, chắc là mọi người xem chia sẻ bấm thôi. Có quảng cáo mọi người xem giúp em nha, xem thấy quảng cáo giúp em để xem thử coi cái lượng YouTube nó đưa về bao nhiêu. Lần đầu tiên em nhận được mã pin để xem thử coi là YouTube nó đưa về bao nhiêu. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Em xin chúc năm mới tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Chúc bình an, chúc thành công nha, chúc mau hết bệnh nha. Cô đi lấy con ăn thì chị nào
Rồi, cố định cứ lấy. Đó, trưởng. Dạ, đó, đó, cô đó là trưởng khoa. Dinh dưỡng là trưởng khoa về khoa dưới này. Covid ở Buôn Ma Thuột, qua thăm Đắk Lắk, từ Đắk Lắk thành Buôn Ma Thuột vẫn còn rất nhiều. Để giờ mình quay xuống chỗ khu cách ly nha, đi bộ vài bước thôi, mình đi bộ xuống quay cho mọi người khu cách ly ở Đắk Lắk nha. Khu cách ly cho bệnh viện. Đây là khu cách ly, khu chữa những bệnh nhân Covid. Khu vực cách ly y tế không vận sự Nguyễn Vang. Tội lắm, bệnh nhân Covid trong này tội lắm. Thôi mình không biết tắt nha. Hôm nay là cháo lá cẩm nha, cháo màu tím ở ngoài thị trường không có nha. Cháo độc quyền nha. Cháo độc quyền. Ăn hôm nay chứ ngày mai là không có đâu. Rồi chú lại chú. Mấy bằng hả? À, gần hết rồi. Ai mấy quá. Con ở trên đó cô. Đừng có giãn cách đi, đừng có lắng vô nè, mấy người đừng có lắng vô, đừng giãn cách đi từ từ từng người một ngày. Rồi ai